Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cửa Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có lên thêm một số đồ nghề dụng cụ hàng bãi Nhật các bác nhé. Hôm nay thì có về được một số ly giữ nhiệt rồi bình giữ nhiệt này các bác này. Đó, và có cái đầu bơm xe bằng sử dụng hơi cũng nhé. Đó, rồi có cây gậy chống đồng này và một số mẫu kéo các bác này. Đó, giá treo dao rồi một số cái ép cam, đó chuông đồng, đó eto rồi cuốc xẻng này các bác. Đó, và các loại kìm và có búa Mỹ có nhá. Đó, các loại dao, nó có cây rìu Mỹ nữa. Đó, các bác vào theo dõi video thì cho em Cường xin một lượt like các bác nhá và một lượt đăng ký kênh, và các bác đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo khi em lên video mới. Hôm nay thì em lên video mã C có. Mã số C1 thì nay có về được một số cái ly giữ nhiệt các bác nhá. Đó, ly giữ nhiệt. Ly này thì mới chưa qua sử dụng đâu các bác. Đây. Ly này thì 75.000 một cái các bác nhá. 75.000 cái, đó còn nguyên bọc này. Đây còn nguyên tem mác của Nhật đây các bác nhá. Đó, Japan này. Ly này thì được bán ở trong siêu thị của Nhật các bác. Đó, trong siêu thị Nhật. Đó. Chưa xài các bác nhá, rất là đẹp luôn. Thì thể tích của nó khoảng tầm 400, đó, thể tích này khoảng 400, rót vừa một lon bia luôn các bác. Đó, tem mác Japan. Đó, ly này các bác có thể mua về uống bia, uống nước ngọt nhá, rất là tiện lợi, và cái miệng nó rộng nữa, rất là dễ vệ sinh các bác. Đó, các bác rửa nó cũng rất là dễ. Chiều cao của cái ly này được 12 cm, còn miệng thì rộng được là 8,5 nhá. Đó, cao 12 và miệng rộng 8,5. Đó, ly này thì ở nhà em cũng đang sử dụng này các bác này. Đó, mà bỏ đá từ sáng đến tối mà nó chưa tan hết đấy các bác. Đó, thì rất là dày dặn, xài rất là ngon nhá. Đó, bữa trước có mấy bác mua rồi còn mua thêm nữa các bác. Đó, hàng này thì em có nhiều các bác nhá. Ly này có nhiều, các bác có lấy bao nhiêu cái thì cũng có này. 75.000 một cái các bác nhá. Đó, ly này là 75.000 một cái ly giữ nhiệt. Đến mã số tiếp theo, mã số C2. C2 là một cái bình giữ nhiệt nha các bác. Đây, có về được một số cái bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt này thì cũng còn nguyên hộp chưa xài. Đó. Và bình này thì hiệu của nó là hiệu Joji Rushi các bác nhá. Joji Rushi có logo hình con voi này. Đó, made in Japan nhá. Made in Japan. Và thể tích của bình giữ nhiệt này thì có thể tích của nó là 1 lít nhá các bác. Đó, thể tích 1 lít, có thể sử dụng nóng lạnh đều được nhá. Đó, sử dụng nóng lạnh đều được. Tem mác còn đây. Đây ở trên thì nó có một cái quay để xách này và có nắp đậy đây nhá các bác. Đó, cái nắp đậy của nó thì đây. Bên trên này nó có một cái nắp nữa này. Đây thì có một cái nút này, các bác bấm thì mở cái nắp này lên nhá. Đó, bấm cái nút tròn lên thì mở được cái nắp lên này. Đó, và người ta có tặng kèm cho một cái ống hút luôn để các bác cắm vào đây các bác uống nước này. Đó. Thể tích 1 lít nha các bác. Đó, hiệu Joji Rushi, made in Japan. Đó. Đó, rất là tiện lợi nhá. Đó, có nắp đậy luôn. Ly giữ nhiệt này 230.000 một cái nhá các bác. C2 là 230 một cái. Cái mã số tiếp theo, mã số C3. C3 là một cái đầu bơm hơi nhá các bác, đầu bơm xe. Đó. Đây, hàng cũng chưa xài nguyên hộp bọc này các bác. Cái này thì nó có một đầu này để các bác lắp vào dây hơi này để sử dụng này. Đó, và có đồng hồ đo áp suất đây các bác, từ 0 đến 230 PC nhá. Đây có một cái nút đây, bấm chỉnh cái gì đây em không rõ nữa. Đây hiệu THB. Đây, đây có một cái nút bấm. Và đây các bác xem cái đầu bơm này nó có phù hợp với xe ở nhà không nhá. Đây nó có một cái đầu bơm này. Đó. Đó, đầu bơm như thế này. Đó, đây cặp này dây thì được bọc cao su. Đó. Sử dụng hơi để bơm xe nhá các bác, lắp vào dây hơi. Đó, mã số C3 này 350.000 các bác nhá. C3 đầu bơm hơi này 350.000. Đến mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo hôm nay là mã số C4. C4 là một cái cây gậy chống bằng đồng này các bác này. Đó, cây gậy chống dành cho người già nhé. Cái này thì ở phần đầu, trên đầu phần tay nắm của nó này là hình đầu rồng nhá các bác. Đó, hình đầu rồng này, có vảy rồng luôn nhá. Đó, hai bên vảy rồng. Đây thì có đóng mộc đây nhá các bác. Đó, có mộc luôn nhá. Hình đầu rồng rất là đẹp. Đó, và phần cán của cái này thì nó có hình như kiểu đốt này, nó chia từng đốt đốt như kiểu cây tre, cây trúc thôi các bác. Đó. Phần đây ở dưới phần chân thì nó có, người ta có lắp một cái miếng cao su để các bác chống nó
không có bị trơn trượt nhé. Đó, chống không trơn trượt. Đó, nhà các bác mà có bố mẹ rồi ông bà lớn tuổi rồi đi lại khó khăn thì có thể mua cây gậy chống này nhé. Đó, hoặc là các bác có thể mua về sưu tầm nhé, cây gậy chống bằng đồng. Cái này thì bên trong nó rỗng nha các bác, nó không phải đặt đâu, bên trong này ống rỗng. Cây gậy chống dành cho người già bằng đồng nha các bác. Cây này dài được là 90 cm. Đó, dài 90 cm nha các bác. Mã số C4, cây này là 650.000. C4 650.000. Mã số tiếp theo C5 là một cái cây kéo tỉa hàng rào. Cây kéo tỉa hàng rào này thì hiệu của nó là hiệu con cua này các bác này, hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Đó, sản xuất kéo. Đặt vào con ốc chốt là hình bông hoa cúc. Lưỡi kéo thì sắc bén nha các bác, không có bị sứt mẻ gì nhá. Lưỡi bén, bề mặt lưỡi đẹp này. Đó, không lỗ rỉ gì hết nhá. Phần cán của cái này thì cũng còn khá là đẹp này. Kích thước của cây kéo tỉa hàng rào này thì tổng chiều dài cả cán của cây này thì nó khoảng tầm 70 cm nhá. Còn chiều dài lưỡi kéo thì được là lưỡi kéo dài là khoảng 18 cm. Đó, lưỡi kéo dài 18 cm. Mã số C5 cái này 300.000 nha các bác. C5 là 300. Mã số tiếp theo C6. C6 là một cái cây kéo tỉa hàng rào hiệu Okatsune này các bác này. Phần cán là đặc trưng là cán trắng đỏ. Con này thì bề mặt lưỡi nó không được đẹp lắm đâu các. Lưỡi thì nó hơi nhăm nhăm một xíu thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết nhé. Lưỡi thì em mài sắc bén rồi. Đó, bề mặt lưỡi thì nó không còn được đẹp lắm được. Đây trên có ốc chốt có đóng hiệu Okatsune nha các bác. Đó, cây này thì hiệu Okatsune xài thì nó rất là bén. Đó, xài rất là ngon đấy các bác. Nên các bác tỉa hàng rào cũng rất là ngon. Đây, lưỡi thì có một cái bao da để bảo vệ lưỡi kéo này. Đó, bao da có không? Bao da của nó luôn hiệu Okatsune luôn nha các bác. Chiều dài tổng cả cán của cây này thì nó khoảng tầm khoảng 65 cm nha các bác. Chiều dài tổng cả cán 65 cm, còn chiều dài lưỡi kéo thì được là 10 nó khoảng 14,5. Đó. Chiều dài lưỡi kéo 14,5 nha các bác. Đó, con này ốc thì là ốc rời thì có thể tháo ra và mài lưỡi kéo được nhá, rất là tiện lợi. Đó, lưỡi có bao da, có chốt gài đầy đủ luôn nhá. Bao da này, chốt gài này các bác. Đó, cây mã số C6 này 230 nha các bác. C6 230. Mã số tiếp theo C7 là một cái cây kéo cắt vải. Cây kéo cắt vải này thì đây, lưỡi kéo còn đẹp nha các bác. Đó, có dập chữ Made in Japan đây nha các bác. Made in Japan. Đó, con ốc chốt thì người ta mạ vàng rất là đẹp này các bác. Đó. Lưỡi sắc bén nhá. Đó, lưỡi sắc bén. Phần tay cầm thì có bọc cao su các bác. Đó. Phần tay cầm cây này bọc cao su. Chiều dài của cây kéo cắt vải này thì nó dài được là 31 nha các bác. Đó, cây này size lớn, dài 31 cm. Mã số C7 cây này là 250.000 các bác nhá. C7 250.000. Mã số tiếp theo C8 là một cái cây kéo cắt tôn. Cây kéo cắt tôn này thì hình thức còn rất là mới này. Đó. Đây thì có hiệu các bác, đầu con chim này, hiệu Hakaput. Đó, lưỡi thì người ta làm lưỡi nó hơi cong nhẹ lên nha các bác, để khi các bác cắt tôn ấy thì tay nó sẽ không có bị chạm trong tôn. Đó, lưỡi sắc bén nhá. Đó, lưỡi sắc bén. Và cái này thì bên trong có lò xo trợ lực này, có chốt gài đây nhá. Phần tay cầm thì được bọc cao su. Chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì dài được là khoảng 24,5. Đó, mã số C8 cái này 180.000 các bác nhá. C8 180.000. Mã số tiếp theo C9. C9 là một cái cây cạp chéo nha các bác. Cây này thì chưa qua sử dụng, nó lưỡi kéo còn nguyên trong bọc giấy bóng đây nhá. Đó, con này thì hàng Nhật này, đó có mộc của Nhật đóng ở trên phần cán đây nha các bác. Đó, có mộc đóng trên cán, còn nguyên lớp sơn đen luôn nhá. À, phần lưỡi thì không có bị mẻ này các bác. Đó, lưỡi không sứt mẻ gì nữa, đẹp nhá. Đó. Chiều dài của cây cạp chéo này thì dài được là 20 cm. Đây thì nó có một cái con ốc cữ chặn ở đây này các bác này, có một cái cữ chặn ở đây. Đó, cây này nếu mà các bác đi mua giá mới ở bên Nhật thì nó khoảng tầm hơn 1 triệu nhá, triệu mấy á. Đó, rất là đắt. Lưỡi đẹp nha các bác, lưỡi không có bị mẻ nhá. Đó. Cây cạp chéo mã số C9 này, cái này 650.000 các bác nhá. C9 650.000. Mã số tiếp theo C10. C10 là một cái cây kéo cắt cành hiệu ARS. Đó, cây này thì hàng chưa xài đâu các bác. Đây, trên ốc chốt có đóng ARS này, Made in Japan. Phần cán là bằng nhựa cứng, ARS Made in Japan nhé. Cái này chiều dài của nó là 19,5 các bác nhé, 19,5. Dòng kéo ARS này thì xài rất là ngon nha các bác. Đó, rất là bén nhé. Đây, cắt giấy thử các bác xem này.
đó, đó lưỡi bén nha các bác. Đó. Mã số C10 cây này 350.000 nha các bác, C10 350.000. Mã số tiếp theo C11, C11 là một cái cây kéo cắt cành đúc này. Đây, cây kéo cắt cành đúc nhé. Cây này thì hàng còn nguyên trong hộp luôn, chưa qua sử dụng. Đó, cây này size 20, dài 20cm nha các bác. Lưỡi kéo sáng đẹp như gương luôn nhé. Đó, có mộc đóng ở trên lưỡi kéo đây nhé, made in Japan. Con ốc chốt là ốc đồng này. Đặc biệt thì phần tay cầm của cây này người ta có bọc da đây nha các bác. Đó, bọc da năm 1993. Đó, có chữ luôn đây nhé. Chốt là chốt đúc và lò xo là lò xo chữ V các bác. Con này lưỡi bén nha các bác. Đó, lưỡi bén nhá, cắt giấy rất là ngọt nhá. À, cái này thì bác nào mua thì sẽ được tặng kèm một lò xo chữ V luôn nha các bác, lò xo dự phòng. Đó, hàng được đựng trong hộp gỗ này, có chữ ngoài hộp luôn này. Đó, các bác có thể mua cái này về để sử dụng hoặc là làm quà đi tặng nhá. Đó, rất là đẹp. Mã số C11, cái này 450.000 các bác nhé. C11 450.000. Mã số tiếp theo C12. C12 thì có về được một số cái cục đá mài các bác nhé. Cục đá mài dao. Cục đá mài này hiệu của nó là hiệu Kai. Và đây, 6.000 grit này, made in Japan nhé. Nó còn rất là đẹp nhé. Kai made in Japan. Chiều dài của cục đá này thì dài được là dài 21 nha các bác. Đá này dài 21 và chiều rộng của nó là 5cm. Chiều cao thì được 2cm nhé. Đó. Đẹp nha các bác. Hiệu Kai made in Japan. C12 này là 220 nha các bác. C12 220. Tiếp đến là giá treo dao nha các bác. Đó, giá treo dao. Giá treo dao này 150.000 một cây này. Đó, 150.000 một cây. Hàng nguyên bọc đây nhé. Đó. Giá này thì nó làm bằng nhựa này các bác. Đó, làm bằng nhựa. Đây thì nó có hai cái thanh nam châm để giữ dao này, để hít dao nhé. Đó, sử dụng nam châm. Đó, hai cái đường dài thẳng đây là nam châm để hít dao. Đó, còn nguyên bọc đây thì người ta thiết kế hai cái lỗ để về các bác bắt vít lên tường nhé. Đó, hai con tặng kèm hai con ốc và hai con nở luôn. Cái giá treo dao này thì dài được là 50cm. Đó, dài 50 nha các bác. Đó, sử dụng treo dao kéo này. Đây, treo dao kéo rồi dụng cụ nhỏ linh tinh nhé. Đó, giữ dao kéo 150.000 một cây giá treo dao nha các bác. Mã số tiếp theo, mã số C13. C13 là một cái cây thước thủy các bác nhé. Cây thước thủy. Cái thước thủy này thì các bác có thể thấy này, hình thức rất là mới. Đó, dài 60cm nhé. Và có hiệu đây các bác, Hakaput, hình đầu con chim này. Cái này có 3 ống cân nước, một ống cân chiều ngang và một ống cân chiều dọc, một ống cân đường chéo nhé các bác. Đó, cái thước thủy này thì làm bằng nhôm, nó không có bị cong vênh móp méo gì hết nhé. Ba ống cân nước, một ống cân ngang, cân dọc, cân đường chéo. C13 200 nha các bác, C13 200.000. Mã số tiếp theo C14. C14 cũng là một cái cây thước thủy này. Đó, thước thủy, thước cân nước, cái này hàng chưa sạc và nó làm bằng gỗ nha các bác, một ống cân ngang, một ống cân dọc. Đó, có một ống cân ngang, một ống cân dọc, đây logo hình con chim cánh cụt này. Made in Japan nhé, cái này dài 30cm. Đó, made in Japan. Mã số C14, cái này 180 nha các bác. Đó, một ống cân ngang, một ống cân dọc. C14 180. C15. C15 là một cái ép cam nha các bác. Một cái ép cam loại lớn này. Đó, ép cam này thì nó về theo lô hàng bãi nhưng mà chưa xài đâu các bác. Nó làm bằng nhôm. Đây, cái nhôm thì do để ở bãi nên là nó cũng có một số... Ây, cái phần này nó hơi xỉn màu một tí này, nó không có ảnh hưởng gì nhá, chưa qua sử dụng đâu các bác. Đó, có một cái để lọc bã cam này. Đó. Đó, đây thì cái phần ép cam thì nó có các cái đường răng để ép cam đây nhá. Đó, đây có đóng hiệu của Nhật đấy các bác, hiệu MK nhá, hiệu MK của Nhật. Chiều dài của cái ép cam này thì nó dài được khoảng tầm dài 30 nhá các bác, dài 30. Đó, đẹp nha các bác. FK mạng số C15 này 350.000 các bác. C15 350.000. C16 cũng là một cái FK loại lớn. Đó. Cái này thì cũng giống cái C15 thôi. Đó. Đây nó cũng một số chỗ nó hơi xỉn màu một tí thôi. Về thì các bác vệ sinh rồi rửa sạch đi rồi các bác sử dụng nhá. Cũng có một cái phần để lọc bã cam ở bên trong này.
Đó, cái phần ép cam thì cũng có các cái đường răng đây nhá. Đó. Đây, và ở bên dưới này, phần tay cầm bên dưới này thì có đóng chữ luôn nhá, made in Japan luôn các bác. Đó, cái này thì chiều dài của nó cũng được là 30 cm. Đây, còn cái phần này thì nó cao được là khoảng 8 cm này các bác, và chiều rộng là được khoảng 10 cm. Đó, một cái ép cam C16 350.000 các bác nhá. C16 cũng là 350.000. Mã số C17. C17 là một cái khay để đựng đồ ăn này các bác này. Khay đựng đồ ăn. Cái này thì nó làm bằng nhôm và hàng của quân đội Mỹ nha các bác. Đó, sản xuất năm 1965, đó US Chico năm 1965 nhá. Đó, của quân đội người ta sử dụng để đựng đồ ăn thức uống. Đây. Đây, nó có một cái phần nắp đậy đây nha các bác, nắp đậy này. Đây. Đây, hàng của quân đội Mỹ mà cũng còn tương đối là đẹp đây các bác, nó còn đẹp nhá. Đó. Đây, về phần chiều dài của nó thì được là dài 21, còn chiều rộng này, rộng là 17, còn cái lòng trong này thì nó cao được khoảng tầm 4 cm nhá. Đó, lòng trong cao 4 cm. Đó. Đó, có nắp đậy luôn. Nó có thể đựng cơm, đựng đồ ăn nhá. Đó, cơm đựng thức ăn. Đó, có một cái chốt gài ở bên hông này nhá. Đó, có cái chốt gài bên hông này. Đó, US 1965. Mã số C17 350.000 các bác nhá. C17 350.000. Mã số tiếp theo C18 là một cái chuông đồng của Nhật đây nhá các bác. Có một cái chuông đồng. Thì cái này thì chuông này ở bên ngoài người ta mạ một cái lớp sơn này, nó phủ một cái lớp sơn lên nhá các bác. Đây. Đó. Nhìn rõ đồng luôn nhé các bác. Và chuông này thì có đóng mộc của Nhật luôn nhé. Đó, có đóng mộc Nhật luôn. Không có móc méo gì nhé. Còn đẹp các bác. Chiều cao của cái chuông này thì nó cao được khoảng tầm 9 cm. Còn phần miệng thì rộng được là 13 nhé. Đó, miệng rộng 13. Đó, mã số C18 550.000 các bác nhé. C18 một cái chuông đồng 550.000. C19 một cái chuông đồng loại nhỏ này các bác này. Đó, một cái loại nhỏ hơn. Đó, cũng đẹp nha các bác, không có bị móp méo gì hết nhá. Chiều cao của cái chuông này thì nó cao được là khoảng tầm 7 cm. Đó, cao 7 cm và miệng thì rộng được là 11. Đó, miệng rộng 11 các bác nhá. Mã số C19 350.000 các bác. Mã số tiếp theo C20. C20 là một cái sông trầm bằng đồng đấy nhá các bác. Có một cái sông trầm bằng đồng. Cái sông trầm này thì cái ngoại hình của nó thì nhìn như kiểu một cái bông hoa sen đấy các bác. Đó, nhìn như một cái bông hoa sen rất là đẹp nhá. Đây, và ở bên dưới đáy của nó thì có đóng mộc đây nhá các bác. Nó có đóng mộc luôn. Đây, phần nắp của nó thì người ta thiết kế các cái lỗ để cho khói nó tỏa lên nhá. Đó. Về kích thước của cái sông trầm này thì nếu mà chiều cao tính cả nắp này nó cao khoảng tầm 8,5 nhá. Còn phần miệng này thì đây, chiều rộng của cái sông trầm này nó rộng được khoảng tầm rộng khoảng 10 phân này. Đó, tính chiều rộng hết là khoảng 10 phân. Đó, một cái sông trầm bằng đồng, mã số C20 550.000 nha các bác. C20 550.000. Đến mã số tiếp theo. C21. C21 thì em có về được một số cái đầu khò ga nha các bác. Đó, đầu khò ga này 180.000 một cái nhá. Đó, đầu khò ga 180.000 cái. Đây, đầu khò này thì để nắp vào bình ga mini ở nhà sử dụng nhé các bác. Và người ta có mạ một cái lớp sơn vàng này các bác này. Mạ vàng rất là đẹp. Đây, có dập chữ đây các bác. Tokyo Made in Japan nhé. Đó. Và đây thì nó có một cái công tắc để đánh lửa này. Đó. Có công tắc đánh lửa. Và đây có một cái nút để... Đó. Có một con ốc vặn để các bác điều chỉnh lửa to, lửa nhỏ nhé. Chiều dài của cái đầu khò ga này thì nó dài được khoảng 15,5 nhé. Đó. Dài 15,5. C21 đầu khò này 180 một cái các bác nhé. C21 180.000 một cái. C22 thì đây, vẫn còn một số cái bào nạo rau củ quả này. Đó, 100.000 một cái các bác nhé. 100.000 cái. Bào nạo này thì hiệu của nó là hiệu Kai. Đây, Kai Made in Japan nhé. Đó, chưa qua sử dụng. C22, cái bào nạo rau củ quả này 100.000 một cái nha các bác. 100.000 cái. Mã số tiếp theo C23 là một chiếc Eto kẹp bàn. Đó, một chiếc Eto kẹp bàn.
Cái tô này thì cũng còn rất là mới nhá, hiệu đóng hiệu là Kasaki. Đó, Asaki 6276. Đây, đẹp nhá các bác. Cái tô này thì có thể xoay tròn 360 độ được nhá. Đó, cái phần đế kẹp vào bàn này. Đó, có thể xoay tròn 360 độ được. Rất là tiện lợi, dễ sử dụng nữa bác. Phần miệng của chiếc Eto này thì nó rộng được là 6 cm, còn miệng mở tối đa được là khoảng tầm 7 cm nhé. Đó, miệng mở tối đa 7 cm. Và cân nặng của chiếc Eto này thì nặng là 1,5 kg nha các bác. Đó, chiếc Eto này nặng 1,5 kg. Đó, hiệu Asaki. Bên ngoài thì được lớp sơn một cái lớp sơn tĩnh điện nhé. Đó, trên chiếc Eto này có một cái mặt đe nhỏ ở đây nữa này, để các bác cho dụng cụ nhỏ lên trên này gõ nhé. Đó, mã số C23. Đó, C23, chiếc Eto này 270 các bác nhé. C23 270.000, nặng 1,5 kg. C24 là một cái lưỡi rìu bổ, rìu chặt các bác nhé. Đó, con này thì về các bác lên cán sử dụng bổ củi chặt cây cũng rất là ngon này. Hàng rèn thủ công của Nhật. Đó, có mộc khắc thủ công trên lưỡi đây nha các bác. Lưỡi thì em mài sắc bén rồi. Chiều dài của lưỡi này được 17,5, chiều rộng lưỡi của nó thì rộng được là 6,5 nhé. Và độ dày thì khoảng tầm 2,7 này. Và cân nặng của nó thì nặng được 900g các bác nhé. Đó, nặng 900g. C24 280.000. C25 là một cái lưỡi rìu bổ này các bác. Đó, con này về các bác lên cán sử dụng bổ củi này. Đó, rất là ngon. Và cái dáng của nó người ta làm nó kiểu cong này các bác này. Đó, dáng lưỡi rìu này lưỡi nó cong nhé. Đó, lỗ trên cán vuông, hàng đen thủ công của Nhật luôn. Đó, mộc các thủ công rất là đẹp. Lưỡi này thì người ta cũng có sử dụng rồi nhé các bác, đã qua sử dụng. Đó, lưỡi thì em mài bén rồi. Đó, đây phần đầu đóng thì nó hơi bị một số vết cấn dập một xíu thôi. Chiều dài của lưỡi này thì dài được 20, còn chiều rộng lưỡi của nó thì rộng được 6 cm. Độ dày thì nó khoảng tầm 2,8 nhé. Đó, và cân nặng thì C25 là một cái lưỡi điều bổ các nhá. Đó, hàng rèn thủ công Nhật, mộc khắc thủ công rất là đẹp. Lưỡi này thì chiều dài lưỡi của nó thì dài được 20 các bác, còn chiều rộng lưỡi của nó được là 6 cm. Độ dày là 2,8 và cân nặng là 1,2 kg nhá. Đó, cân nặng 1,2 kg, bề mặt lưỡi còn đẹp. Lưỡi này thì đã qua sử dụng này, nên là người ta còn có ở bên hông này thì nó có một số vết cấn dập một xíu. Phần đầu đóng thì nó hơi dập một xíu nhá. Đó, dáng lưỡi cong. Về các bác lên cán sử dụng bổ củi các bác nhé. Đó, C25 350.000. Tiếp theo C26, một cái lưỡi cuốc nhé. Lưỡi cuốc này thì logo hiệu con voi này. Nó có đóng hiệu con voi Steel này. Hiệu con voi thì rất là nổi tiếng của Nhật luôn các bác, sản xuất đồ nhà nông. Đó, lớp sơn còn đẹp nhé. Chiều dài lưỡi là được 19,5, còn chiều rộng lưỡi của nó thì được là khoảng tầm 11 nhé. Chiều rộng lưỡi 11. Và độ dày lưỡi này thì nó dày được là 4 ly nhé các bác. Đó, dày 4 ly. Đó, thép thì rất là cứng cáp nhé. Đó, lưỡi quốc hiệu con voi. C26 200.000 nhé các bác. C26 200. C27 cũng một cái lưỡi quốc này. Lưỡi này thì hàng rèn thủ công của Nhật. Đó, thép thủ công. Về mặt lưỡi khá là đẹp. Cái này thì nó không phải nó bị rỗ mà cái chất thép người ta rèn thủ công nó thế nhé các bác. Đây thì có chữ ở đây luôn này. Đó, lưỡi thì rất là dày dặn và cứng cáp. Đây, lưỡi này rất là nặng nó đấy các bác. Chiều dài lưỡi của nó thì được là 20,5, chiều rộng lưỡi là được khoảng chiều rộng lưỡi khoảng tầm 9,5 nhá. Và độ dày lưỡi này nó dày khoảng tầm 6 ly các bác. Đó, dày khoảng 6 ly. Lưỡi quốc C27 này 200.000 nhá các bác. C27 này 200. C28 là một cái lưỡi quốc chim này. Đó, lưỡi cuốc chim này thì cũng hàng rèn thủ công của Nhật. Thép rất là dày dặn và cứng cáp nhé. Một đầu cuốc và một đầu mũi nhọn. Đây, có mộc đóng chìm trên lưỡi cuốc này các bác. Bề mặt lưỡi khá là đẹp nhé. Tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này thì được là 33,5. Còn chiều dài phần lưỡi cuốc là được 15 này. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là 6,7. Và độ dày lưỡi này thì khá là dày đấy. Nó dày tới 7 ly nhé. Đó, ở phần trên này dày 7 ly luôn. C28 230.000 các bác nhé. C28 230. C29 là một cái cây cuốc chim này các bác này. Đó, cây này thì mới chưa qua sử dụng luôn nhé. Trên cán còn tem mã của Nhật này. Đây, còn nguyên lớp sơn nhé. Phần đầu mũi nhọn đây thì người ta còn bọc nguyên cái miếng cao su đấy các bác, chưa xài nhé. Đó, cán gỗ còn mới tinh luôn này các bác. Đó,
Con này thì đặc biệt là có thể tháo rời ra được này. Đó. Đây, các bác có thể tháo được rời được lưỡi và cán ra nhé. Đó, các bác có đi cắm trại, đi dã ngoại đem theo thì nó rất là tiện lợi, bỏ trong ba lô hoặc bỏ lên xe hơi cũng được. Chiều dài phần cán của cây này được 60 cm nha các bác. Đó, cán dài 60 cm, còn tổng chiều dài lưỡi cuốc này được 28. Chiều dài phần lưỡi cuốc là được 10,5. Chiều rộng lưỡi là 5 cm nhé. Đó. Cây cuốc chim chưa xài đâu các bác, C29 này 300.000 các bác nhé. C29 là 300. C30. C30 là một cái cặp cuốc nhỏ này. Cặp cuốc nhỏ dụng cụ làm vườn đây. Cặp này thì nó có một cây là mũi nhọn này, đây, một cây mũi nhọn, một cây lưỡi vuông nhá. Có một cây lưỡi nhọn, một cây lưỡi vuông. Thì cặp này các bác sử dụng thì để cuốc rãnh, cuốc luống nhá, để trồng bắp, trồng khoai. Đó, trồng bắp, trồng khoai, một cây mũi nhọn như này và một cây lưỡi thì vuông. Đó, cán thì còn đẹp nhá, tem mát còn luôn nhá các bác. Cây mũi nhọn này thì chiều dài của nó thì dài được 36 này. Còn cây vuông này thì dài khoảng 34 nhá. Đó. Một cặp cuốc nhỏ như thế này C30 150.000 các bác nhá. C30, một cặp này 150.000. C31 là một cái cây xẻng nhỏ các bác này. Con này thì thép không gỉ nhá, ta lết teo này. Đó, cây xẻng nhỏ, thép không gỉ. Chiều dài của cây xẻng này được 29 cm, còn chiều dài lưỡi của nó được 17. Chiều rộng lưỡi là 8 cm nhá. Đó, một cây xẻng nhỏ thép không gỉ. C31 100.000 các bác nhá, C31 100. C32 cũng một cây xẻng nhỏ luôn này. Đó, con này sử dụng trong gia đình trồng hoa, trồng cây cảnh nhỏ, đào xới đất thì rất là tiện lợi nhá. Đó, con này thì bề mặt lưỡi nó cũng là thép không gỉ mà do để ở bãi rồi nó cũng bị tróc một phần cái lớp xi mạ rồi nhá. Thép thì rất là dày dặn và cứng cáp nhá. Đó. Chiều dài cả cán của cây xẻng này được khoảng 39,5. Còn chiều dài lưỡi xẻng là được 18,5. Chiều rộng lưỡi là 9 cm. Đó. Thép rất là cứng cáp nha các bác, xài cây này rất là bền nhá. Thép rất là cứng. C32 120 các bác nhá, C32 120. C33 là một cái cây xẻng gấp này. Đó, cây này thì chưa qua sử dụng. Vừa có thể làm xẻng vừa làm cuốc được. Đó, gấp lại thì thành một chiếc cuốc này. Đây, nó có hai đầu cuốc, một đầu cuốc nhỏ còn đầu cuốc to. Đó, trên lưỡi thì có dập chữ Made in USA nhé. Made in USA. Nó có một cạnh răng cưa đây các bác. Và một cạnh này kiểu như để sử dụng khui bia, khui gì ạ. Đó. Đó. Gấp lại thành một cây cuốc. Đây, phần cán thì có thể tháo rời ra được này. Đó, cán tháo rời ra được nhé. Gấp gọn lại. Đó. Đây, được đựng trong cái bọc bằng vải đây nha các bác. Đó, có đi dã ngoại, đi cắm trại đem theo nhé. Vừa xẻng vừa cuốc rất là tiện. Về kích thước của nó thì chiều dài của cây xẻng này dài được 42 cm, còn chiều dài lưỡi của nó thì được 13, chiều rộng lưỡi 9,5 nhé. Phần tay cầm thì được bọc cao su nha các bác. Đó. C33 cái này 150.000 các bác nhé. C33 150.000. Mã số tiếp theo C34. C34 một cây xà beng nhổ đinh. Đó. Con này thì nó là thép không gỉ. Đó, thép không gỉ nhưng mà đó, hàng bãi nên là nó có một số vết chóc xi nhẹ một xíu nha các bác. Đây, có một số chỗ chóc xi này. Nhưng mà con này xài thì rất là ngon, thép cứng nha các bác. Đây, tem mác của Nhật còn nguyên đây nhá. Đó. Có một đầu chữ V để nhổ đinh. Đây, có một đầu nhổ đinh, chưa qua sử dụng, chưa có bị chảy trượt gì hết này. Đó, đầu chữ V nhổ đinh còn đẹp nhá. Và có một đầu dẹp như này để các bác bảy nãy gì các bác bảy này. Cái này thì chiều dài của nó được 60 cm nha các bác nhá. Đó, chiều dài 60 cm. C34 cái này 200.000 các bác nhá. C34 200. C35 là một cái cây bảy cây nậy này. Cái này sử dụng để móc lốp xe hơi cũng được nhá các bác. Đó, thép rèn, nó thép rèn của Nhật rất là dày dặn và cứng cáp nhá. Phần lưỡi người ta rèn lưỡi là lưỡi cong nha các bác, lưỡi cong. Đây, phần cán của cái này thì thép là thép đặc luôn nhá. Đó, cán thép đặc luôn. Rất là cứng cáp nhá. Sử dụng móc lốp xe hơi hoặc là các bác bảy nậy gỗ hay bảy nậy bê tông thì cũng được. Chiều dài cây này thì được là 51 cm nha các bác. Đây, 51 cm. Mã số C35 cây này 220. C35 là 220. C36 là một cái cây đục bê tông cầm tay này. Con này hiệu Mokuba Japan nhá. Đó, Mokuba Japan. Đó, lưỡi đục đẹp nha các bác. Đó, lưỡi đục đẹp, lớp sơn còn đẹp này. Đó.
Chiều dài của cây đục bê tông này thì dài được 22,5, còn phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng được là khoảng 4 cm nhá. Đó, sử dụng 4 cm, tay cầm thì được bọc cao su này. Đó. C36 150.000 quá nhá. C37 là một cái cây kìm cắt sắt nha các bác, có kìm cộng lực, kìm cắt sắt. Cái này size 300 và hiệu MCC, cắt sắt được 5 ly nhá. Đó, cắt sắt 5 ly Japan. Hàng nội địa Nhật nhá các bác, có giống nội địa này. Đó. Đây, phần lưỡi cắt của nó thì đẹp nhé, không có sứt mẻ gì hết nhé. À, lưỡi cắt còn đẹp. Đó, không có bị mẻ nhé các bác. Cắt sắt 5 ly. Đó, hiệu MCC C37, cái này 220 các bác nhé. C37 220. C38 là một cái cây kìm bấm chết. Kìm bấm chết này sử dụng để kẹp hàn nhé các bác. Đó, kìm bấm chết sử dụng kẹp hàn. Để kẹp, các bác kẹp những cái miếng sắt, miếng thép này. Đó, miếng sắt, miếng thép để hàn nhé. Đây, ở trên phần... cán đây có hiệu đấy các bác nhé. Đó, chữ tiếng Anh này, Kakutahenvai này, Tokyo Shinagawa. Đó, cái này kẹp rất là chắc chắn luôn nhé. Đây, miệng kẹp đẹp, gần như là chưa xài luôn. Đó, đó. Chiều dài của cây kìm này thì dài được là 22,5, còn phần miệng kẹp của nó thì rộng được miệng kẹp thì rộng được khoảng tầm 7 phân nhé. Đó, 7 phân kẹp rộng 7 cm nhé các bác. C38 300.000 nhé. C38 300. C39 cũng một cây kìm bấm chết kẹp hàn nhé. Kìm bấm chết kẹp hàn. Cái này thì để các bác sử dụng kẹp những sắt thép hoặc là kẹp những cái kẹp sắt hộp nhé các bác. Đó, kẹp sắt hộp. Đây cũng có đóng hiệu trên này nhé. Kakutahenvai Tokyo Shinagawa này. Đó, Tokyo Shinagawa. Hình thức thì cũng còn khá là đẹp đấy các bác. Đó. Đây, để kẹp sắt hộp rất là ngon. Đó. Chiều dài của cây kìm này thì dài được là 23 cm. Đó, dài 23 nha các bác. Đó. C39 cái này 330.000, C39 330. C40 một cái cây kìm bấm chết. Đó, con này thì có đóng hiệu các bác, vai rip này. iWin 10CR. Đó, USA này. Bên này thì cũng có đóng hiệu luôn, vai rip The Anger Knife. Đó. Cái này thì phần răng lợi của nó còn đẹp đấy các bác nhé, răng còn đều đẹp. Đó. Đây, răng trên, răng dưới này. Đó, răng trên, răng dưới còn đẹp nhé. Chiều dài của cái kìm này thì dài được 22,5. Dài 22,5 nha các bác. C40 250.000. C41. C41 một cây kìm bấm chết tự động. Con này hình thức thì còn rất là mới nhé. Và có đóng chìm chữ tiếng Anh đây nhé các bác. Đó, có chữ tiếng Anh đóng chìm đây. Và hai mặt thì đều có chữ tiếng Anh luôn. Đó. Cần răng lợi của cây này còn đẹp nhé. Chưa bị chảy trượt cấn dập gì hết này. Đó, răng trên, răng dưới các bác có thể thấy rất là đẹp luôn. Đó, đều đẹp. Và cây này thì ở bên trong nó có một con ốc để nhỏ để điều chỉnh lực này. Đây, có lò xo luôn nhé. Đó, tự động kẹp nhé các bác. Đó, các bác bóp vào thì nó tự động, nó kẹp theo kích cỡ nhé. Đó. Kìm bấm chết tự động. Chiều dài của cây này được 23 cm. C41 330 nha các bác. C41 330. C42. C42 là một cái cây mỏ lết của Mỹ này. Đó, cây mỏ lết này size 12 inch, chưa qua sử dụng nhá. Đây các bác có thể thấy này. Hiệu của nó là hiệu Crescent USA. Đó, Crescent USA. Các bác có thể tra cây này giá mới nó cũng khá là cao đấy. Là sử dụng chất thép đen nha các bác, miệng thì đẹp nguyên, chưa xài nhá. Đó, sử dụng chất thép đen. Và cái này thì sản xuất cho không quân Hoa Kỳ nhá các bác. Sản xuất cho không quân Hoa Kỳ. Ở bên trong cái bọc này người ta cũng có đóng hiệu luôn đấy các bác. Bên ngoài người ta bọc ở cái lớp cao su đó. Size 12 inch nhá, size 12 inch và chiều dài là 31 cm. Còn miệng thì mở tối đa được là 4 cm nhá, miệng mở tối đa khoảng 4 cm. Đó, chất thép đen, rất là cứng cáp. Đó, mới chưa xài nhá. Ngàm mấy thứ đẹp nguyên này. Crescent USA, mã số C42, 600.000 các bác nhá, C42 600. C43 là một cái cây mỏ lết hiệu MCC, cái này thiết kế giảm trọng lượng này. Đó, Japan này, dành cho mấy bác làm thợ điện lạnh nhá. Đó. Đây, số hiệu là EMW-200 và cáp là 8-30mm nhá. Đó, cáp 8-30mm. Nghiệm ngàm còn đẹp nhá các bác. Đó, đây các bác có thể thấy ngàm còn đẹp nhá.
Con này thì ngàm nó sẽ mở mặc định là được khoảng ngàm mở mặc định nó khoảng tầm 0, đây. Nó khoảng 0,6 này các bác này. Đó, ngàm mở mặc định là 0,6. Còn ngàm khi mở tối đa ra được 3 sen nhá. Và chiều dài của cây mỏ lết này dài được 21. Đó, dài 21 nhá. Đó, miệng đẹp nha các bác. Miệng đẹp. Hiệu MCC C43, cái này 108 nhá. C43 108. C44 là một cái cây, cái này là cái cây mỏ hàn, cây để hàn nhá các bác. Đó, để hàn các cái linh kiện điện tử này. Đó, hàn mạch linh kiện điện tử gì đó, hàn chì chưa xài nhá. Và con này hàng Nhật luôn này các bác này. Đây, Daiso Japan nhá. Đây, còn nguyên bọc này, Daiso Japan. Đó, nó có một cái phích cắm này, phích cắm là hai chân nhá, phích cắm hai chân. Và bên trong này nó có dây điện này thì nó dây này chắc nó được khoảng nó có cuộn dây khoảng dài được 60 phân đấy. Đó. Và công suất của nó thì công suất là 60W này các bác. Nó công suất 60W và sử dụng điện là 100 nhá. Đây. AC 100V nhá. Đó, AC 100V. Công suất 60W. 395 độ C này. Đó. Sử dụng điện 100V nữa các bác. C44 này là 180.000. C44 180. C45 là một cái cây búa đinh của Mỹ nha các bác. Cây búa đinh của Mỹ. Cái này thì còn nguyên tem mác này, hiệu Vauhan nhá. Vauhan ở trên đầu búa thì cũng có đóng hiệu luôn. Đó, đóng chìm hiệu Vauhan. Đó. Cán gỗ còn đẹp chắc chắn này. Và cái này thì chưa qua sử dụng đâu các bác. Đây, đầu búa của nó thì chưa có bị chày trượt cấn dập gì hết nhá. Đó, đầu búa còn đẹp nhá. Đầu chữ V nhổ đinh đây cũng còn đẹp. Cái cây này á thì ở cái phần đầu búa trên này này, cái phần chốt nêm kiểu người ta có đóng một cái chốt nêm ở đây mà nó bị rớt mất rồi. Thì về các bác có thể đóng một cái chốt vào đây, nhỏ vào đây hoặc là các bác đổ keo cho nó kín lại nhá. Đó, nó không có ảnh hưởng gì hết nhá, nó vẫn chắc chắn. Nhưng mà về các bác đổ keo cho nó kín lại cho nó đẹp này. Đó, búa đinh hiệu Vauhan của Mỹ thì các bác có thể mua sử dụng hoặc sưu tầm cũng được nhá. Chiều dài của cây này được 33,5, còn chiều dài phần đầu búa là được 13,5. Đường kính đầu đóng của nó được đường kính đầu đóng khoảng 2,5 nhá. Và cân nặng của cây búa này nặng cái này nặng 700g nha các bác, nặng 700g. C45 850.000 nhá. C45 là 850.000. C46 là một cái cây búa hàng sưu tầm nha các bác này. Cái này thì búa chạm rồng hổ nhá. Ở trên phần đầu búa thì người ta có khắc hình một bên là hình đầu rồng này. Đó, một bên hình đầu rồng. Đó, hai mắt con rồng rất là đẹp. Bên này thì có chạm hình con hổ nhá. Đó, chạm hình con hổ. Chưa xài nha các bác. Đầu búa thì để bãi nó dính nước đây các bác này. Nó có một số vết ố bẩn rồi rỉ sét một xíu thôi, chứ chưa qua sử dụng. Đó, cán còn nguyên tem mác nhá. Và hiệu của nó là Susa Sesa Kuso. Đó, cán mới tinh luôn. Đó, cây này mấy bác mà thích sưu tầm búa thì có thể mua cây này nhá, búa rồng hổ. Chiều dài của nó là được 33 nhá. Còn chiều dài phần đầu búa được 9 cm. Đường kính đầu đóng là khoảng 2,4. Đó, và cân nặng của cây này được 500g các bác nhá, 500g. Đó, búa chạm hình đầu rồng và hình hổ. C46 cái này 700.000 các bác nhá. C46 700. C47 là một cái cây búa mà dành cho mấy bác mà có hay đi cắm trại nhá. Đó, đi cắm trại thì có thể đem theo này. Cái này chuyên sử dụng để đóng cọc để cắm lều trại nhá các bác. Đó, để dựng lều trại thì các bác sử dụng để đầu tròn để đóng cọc này. Và nó có một cái đầu nhọn như này các bác nhá, đầu móc như này để các bác nhổ cọc nhá. Đó, một đầu đóng cọc và một đầu nhổ cọc. Cán mới tinh luôn. Chưa xài nhá các bác. Ở phần cán ấy thì đầu búa người ta C47 là một cái cây búa để sử dụng cho mấy bác đi cắm trại dã ngoại đem theo nha các bác. Đó, cây này hàng mới chưa xài. Có một đầu đóng là đầu tròn để sử dụng đóng cọc lều. Đó, để cắm dựng lều trại nhá. Và một đầu móc như thế này để nhổ lều cọc nha các bác. Đó, để các bác nhổ cọc. Đó, một đầu đóng và một đầu nhổ cọc. Cán gỗ mới tinh nhá. Đó, đẹp nguyên. Và ở đuôi cán người ta có một cột một cái sợi dây này để khi các bác mà có đóng cọc á thì các bác quàng cái sợi dây này vào tay này, rất là an toàn, cây búa nó sẽ không văng đi được nhá. Đó, mới nguyên nhá. Chiều dài cái búa này được 28 cm, còn chiều dài phần đầu búa của nó được 12. Đường kính đầu đóng là khoảng 3,3 và cân nặng của cây này được
600g nha các bác, 600g. Đó, chuyên sử dụng để đóng cọc lều trại. C47 350.000. C48 là một cái cây búa bi hiệu OH. Đó, con này thì có đóng hiệu OH ở trên đầu búa đây nhá. Chưa xài nha các bác. Đây, đầu búa đẹp nguyên nhá, chưa bị cấn dập chày trượt gì hết. Đầu bi cũng đẹp này, đầu là đầu số 1, cán gỗ còn đẹp đây nhá. Chiều dài cái búa bi này dài 31,5, còn phần đầu búa thì dài được 10 cm. Đường kính đầu đóng của nó là 3 cm nhá. Đường kính đầu đóng khoảng 3 cm. Và cân nặng cây này được 600g nhá. Nó nặng 600g, C48 180.000. C49 là một cái cây búa gõ xỉ hàn nhá các bác. Đó, búa sử dụng gõ xỉ hàn hiệu OH nhá. Đó, hiệu OH, cây này thì cũng chưa qua sử dụng. Đó, đầu đẹp nguyên đây nhá. Đó, đầu đóng đẹp nguyên. Chưa xài. Và nó một đầu mũi nhọn đây nhá các bác. Đầu là đầu 3/4. Đó, chuyên để sử dụng gõ xỉ hàn. Cán gỗ rất là mới luôn nhá. Chiều dài phần cán của cây này thì dài được 41 cm, còn chiều dài phần đầu búa của nó dài được 13. Đường kính phần đầu đóng thì nó khoảng tầm gần 2 cm nhá, khoảng tầm gần 2 phân 1,8. Và cân nặng của cây này thì nặng 500g nha các bác, nặng 500g. Chuyên sử dụng để gõ xỉ hàn, hiệu OH C49 180.000. Mã số tiếp theo C50. C50 là một cái cây dao bếp dao thái nha các bác, dao bếp dao thái. Con này thì vân búa nha các bác, vân búa và vân damascus rất là đẹp nhá. Đó, con này thì các bác mua xài cũng được, hoặc là mấy bác chơi dao có thể mua cái này về để sưu tầm nhá. Đó, vừa có vân búa và vân damascus, lưỡi rất là sắc bén luôn nhá. Cái phần khâu của cái này thì nó là khâu thép và cán gỗ bát giác nhá. Đó, cán gỗ bát giác rất là đẹp. Đây, con này lưỡi thì bén nha các bác. Đó, lưỡi bén này. Đó, các bác có thể thấy này. Đó, rọc giấy rất là ngọt luôn nhé. Đó, các bác. Đó, lưỡi bén nhé. Đó. Kích thước của con này thì chiều dài lưỡi của nó là 20 này, lưỡi dài 20. Chiều rộng lưỡi là khoảng chiều rộng lưỡi 4,7. Và độ dày lưỡi của con này thì lưỡi dày được 2 ni rưỡi nha các bác, 2 ni rưỡi. Đó, một cây dao bếp vân búa vân damascus. Đó, rất là sắc bén. Đó. Cắt giấy rất là ngọt luôn nhá. C50 750.000 các bác nhá. C50 750.000. C51 là một cái cây dao bếp nhá các bác. Đó, một cây dao thái dao bếp. Đây có hiệu đây các bác nhá. Đó, made in Germany này. Đó, made in Germany. Lưỡi sắc bén, bề mặt lưỡi sáng đẹp và khâu và lưỡi là đúc liền luôn nhá. Đó, khâu lưỡi đúc liền, cán hai đinh chốt chắc chắn này. Đó, Muchen 1979 gì đây. Con này thì chiều dài lưỡi của nó thì dài được 21, lưỡi dài 20,5. Chiều rộng lưỡi là 4,5. Và độ dày lưỡi con này thì dày được con này độ dày lưỡi cũng là 2 ni rưỡi nha các bác, 2 ni rưỡi. Đây, con này lưỡi cũng bén này. Đây. Đó, lưỡi bén nha các bác. Đó, lưỡi bén nhá. Đó. C51 250.000 nha các bác. C51 cây này 250.000. Mã số tiếp theo C52. C52 là một cái cây dao nhỏ này. Đó, cây dao nhỏ sử dụng để gọt trái cây nhá. Đó, đây con này thì rất là đẹp. Nó có chữ đóng trên lưỡi và có đóng hình ngôi nhà nhá. Con này lưỡi bén đấy các bác. Phần khâu thì người ta mạ vàng đấy các bác này. Cán thì màu xanh kiểu hình đốt trúc ạ, hai đinh chốt chắc chắn. Đó, lưỡi có bao da luôn. Cây này thì nó dài được 15 cm nhé, khoảng 15 phân. Đó, sử dụng gọt trái cây hoặc cắt chanh, hành, tỏi, ớt gì đó nhá. Đó, có bao da, bên này có một cái quai đeo nữa nhá. Đó, C52 cây này 170 các bác nhá, C52 170. C53 là một cái cây dao chặt. Đó. Con này hàng rèn thủ công của Nhật, lưỡi hai mặt 3 lớp thép nhé. Đó, bề mặt lưỡi khá là đẹp nhé. Đây, ở mặt sau này thì có mộc đây các bác này. Đây, có mộc đóng chìm trên bề mặt lưỡi nhé. Lưỡi thì em mài sắc bén rồi, cán gỗ còn đẹp nhé. Chiều dài cả cán của cây này được 36 cm, còn chiều dài lưỡi của nó thì dài được 13,5. Chiều rộng lưỡi con này là 7,5 nhé.
Và độ dày con này thì lưỡi dày 8 ly. Đó, lưỡi dày 8 ly. Có thể sử dụng cái này chặt xương hoặc chặt cây cũng được nha các bác. Đó, C53 cái này là 400.000. C54 là một cái lưỡi dao chặt. Đó, lưỡi cũng hai mặt nha các bác. Con này ở đây nó có mộc và nó lâu ngày nó mờ đi rồi này các bác này. Đó, lưỡi hai mặt nhá. Đó, về mặt lưỡi đẹp. Thì về con này về các bác đóng cán vào sử dụng nhá, đi rừng đi lại chặt cây. Đó. Lưỡi mài hai mặt, chiều dài lưỡi thì được là 13,5, chiều rộng lưỡi của nó thì rộng 6,5. Độ dày thì nó cũng khoảng tầm 8 ly nhá các bác, độ dày 8 ly. C54, lưỡi dao chặt 250.000. C55, một cây dao đi rừng. Cái dao đi rừng này thì lưỡi mài một mặt nhá. Đó, lưỡi mài một mặt còn rất là mới luôn. Đó, chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi. Mặt trước này còn nguyên cái lớp sơn đen luôn nhá. À, hai lớp thép nha các bác, con này hai lớp thép. Đó. Cán gỗ còn đẹp. Con này thì kích thước của nó thì tổng chiều dài cả cán thì được là 40,5 nhá. Tổng chiều dài cả cán là 40,5. Còn chiều dài lưỡi của nó thì được là 16,5, chiều rộng. C55, cái này 400.000 nhá các bác. Đó, C55, một cây dao đi rừng. Lưỡi một mặt 400.000. C56 là một cái cây rìu bổ rìu chặt của Mỹ này. Đó, con này thì các bác có thể mua về sưu tầm nhé, hàng đời cổ hiệu Chu Temper này. Đó, Chu Temper America National này các bác. Đó, Chu Temper có hình hai ngôi sao ở hai bên nhá. Đó, hình hai ngôi sao hai bên. Lưỡi thì nó hơi đây chỗ này nó hơi nhăm nhăm một xíu thôi, không có ảnh hưởng gì hết nha các bác. Con này hàng đời cổ bây giờ rất là hiếm nhá. Gần như không có sản xuất nữa các bác. Lưỡi thì sắc bén nhá. Đó, lưỡi bén. Cán là cán ống thép. Đó. Tay cầm thì bọc cao su còn liền lạc đẹp, không có chảy xước rách lưới gì. Chiều dài của cây này được 33 cm, còn chiều dài lưỡi được 12,5. Chiều rộng lưỡi của nó là 7,5 nhá. Đây. Độ dày đo từ đầu đóng thì khoảng 2,3. Đó. Còn đẹp nhá các bác, hàng đời cổ giờ không có sản xuất nữa đâu các bác. Đó. Có một cái hình hoa văn ở trong cái vòng tròn luôn nhá, hiệu Chu Temper. Đó. Cân nặng của cây này thì nặng 800g nha các bác, nặng 800g. Đó, các bác mua về xài hoặc sưu tầm cũng được. C56 cái này 1,1 triệu nha các bác. Đó, C56 1,1 triệu.